Mục 2.2.2 xử lý dữ liệu thiếu. Chú ý rằng ta có gì nan, có gì bị thiếu như trong cái mục này. Đây có nan này. Để dữ liệu thiếu, cách thường thực sự áp dụng là quy buộc imputation hoặc là xóa bỏ deletion. Trong đó quy buộc thay thế giá trị bị thiếu bằng giá trị khác. Trước khi đó còn xóa bỏ thì là bỏ qua bị thiếu. Chúng xem xét phương pháp quy buộc. Bằng phương pháp đánh chỉ số theo số nguyên ILOC, chúng ta tách data dữ liệu thành đầu vào input tương ứng hai đầu cột, output tương cuối cùng. Với các giá trị bị thiếu trong input, ta thay bằng tử nan bằng giá trị trung bình cộng của các số trong cùng cột. Đó, input là cái này, ILOC, data ILOC này, input bằng file, nan bằng input min. Có nan này. Nào. Cái này video trước nhé, thông tin là video trước rồi, ta sẽ data này. Đây cái input output. Bằng data.ilog ilog lấy các giá trị tất cả các hàng của cột cột 0 1 2 0 0 1 1. Còn data.iloc cái output sẽ lấy rằng là data của tất cả các hàng của cột một cục. Thứ này input. Output. Cuối rồi, chúng ta sẽ tính lại cái hàng theo input, thiết lập lại input áp một cái lỗi cái đội này. Đây là cộng là 6 chia 2 3 nan bằng 3 rồi pay phần này thì đó là chỉ một pay thôi, nó lại này là một không, nó phải là một số nguyên, một số là một chữ ký tự, nó không bị chia được nguyên cũ. Ta sẽ đặt là get dummy. Input bằng PD cái đồng mì. Cái đồng mì. Rồi vào input đồng. Và đồng mì nào chu. Có là 0 1. Còn nan thì là 0 1 nan là 1.